Vào những ngày thời tiết nắng nóng thì hẳn rất nhiều người mơ ước có thể mang theo cả một chiếc điều hòa nhiệt độ bên cạnh mình. Mơ ước này có thể sẽ sớm trở thành hiện thực nhờ phát minh băng đeo thông minh làm mát cơ thể của nhóm kỹ sư tại Đại học California San Diego của Mỹ. Lấy năng lượng từ pin, băng vải co giãn có gắn bo mạch hợp kim nhiệt điện sẽ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể người sử dụng đến mức mong muốn. Kết quả thử nghiệm cho thấy, băng đeo có thể làm mát da tình nguyện viên tới mức nhiệt được cài đặt là 32 độ C trong vòng 2 phút và duy trì ổn định nhiệt độ da của người đeo khi nhiệt độ môi trường được điều chỉnh thay đổi trong khoảng từ 22 tới 36 độ C. Bên cạnh đó, thiết kế co giãn và gọn nhẹ của nó còn dễ dàng tích hợp vào quần áo cũng như đem lại cảm giác thoải mái khi đeo.